những lời nói này, tôi đại diện cho Trung hội Cao Niên UGC tới đây thành thật chia buồn với chị cùng mấy cháu và tất cả gia quyến. Không có gì mà tả được những lời anh đi không có một giờ tả việc, nhưng đó là lời linh của Chúa dạy anh đi. Thí dụ như một mình vào trong một cái hãng nộp đơn xin việc, cái là đơn nào tốt là mình nhận trước. Cũng giống này, hôm nay anh nhận những lời nói này, anh tốt Chúa nhận anh đi, nhưng anh đi bỏ lại tất cả những gì bạn bè anh trong hội và tất cả mọi người trong gia quyến, vợ con và cháu đều thương được anh. Anh ra đi không có một tiếng nói, hàng ngày anh cười giận với anh em trong hội, nhưng hôm nay anh đi không có một tiếng giả từ. Đó lời của Chúa nói rằng lá rụng về cội, các bụi trở về các bụi, đúng thật thật. Anh đã đi, anh đã làm nhiệm vụ tất cả đầy đủ cho con cháu, anh ta đi một cách thanh thản. Trung hội Cao Niên chúng tôi kính chúc chia buồn cùng chị, cùng mấy cháu, tất cả thân hữu. Chúc anh bên cạnh Chúa vui tươi và đầy dư ý. Cảm ơn.